Đám cưới Harry Won, Đặng Thu Thảo tưởng đã hoành tráng nhất showbiz, thế mà thu xa chân dài này rước dâu hẳn bằng trực thăng. Bằng chứng cho thấy sự chịu chi chịu chơi của loạt mỹ nhân Việt này trong ngày trọng đại nhất cuộc đời. Nếu được hỏi về sự kiện showbiz của năm 2016, thì ắt hẳn nhiều người sẽ đưa ra cùng câu trả lời, ấy chính là đám cưới hoành tráng của cặp đôi Trấn Thành Harry Won. Hai vợ chồng đã chi ra hơn 2 tỷ để tạo nên đám cưới cổ tích, trở thành tâm điểm của truyền thông và dư luận vào cuối năm ngoái. Ngập tràn những vòng hoa phi yến, pha lê rủ trần, màn hình LED, hệ thống ánh sáng lung linh. Đàn piano đặt ngoài sảnh cùng dàn nhạc sóng du dương. Khách mời có thể tạo dáng ở bất cứ vị trí nào kể từ khi bước vào hội trường. Một trong ba bộ váy cưới lộng lẫy có giá hơn 10.000 đô được đặt riêng tại một góc vô cùng ấn tượng. Gam màu chủ đạo đỏ đen quá đỗi sang trọng. Còn đây là dàn siêu xe bạc tỷ của nhà chú rể Trung Tính tới đón Hoa hậu Thu Thảo. Hình ảnh gây bão cả ngày vừa qua hé lộ về gia thế khủng của nhà chồng thần tiên tỷ tỷ. Hôn lễ được tổ chức tại trung tâm tiệc cưới sang trọng bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc váy cưới đính hàng ngàn viên pha lê của cô dâu. Có thể nói đám cưới của Hoa hậu Việt Nam 2012 cũng hoành tráng chẳng kém Trấn Thành Harry Won. Thế nhưng, bấy nhiêu vẫn chưa là gì so với sự chịu chơi của vợ chồng siêu mẫu Hà Anh. Cả hai lựa chọn trực thăng làm phương tiện di chuyển tới buổi tiệc dưới sự ngưỡng mộ của quan khách. Ý tưởng độc đáo không thể đụng hàng với bất cứ cặp đôi nào của chân dài đình đám. Bước xuống và dắt tay nhau vào khu vực sân khấu chính. Khung cảnh trang trí ngoài trời giản dị nhưng không kém phần bắt mắt. Lộ sự thật chuyện Hà Hồ và Kim Lý cãi nhau to. Có người cho rằng đây là một cách tạo sự chú ý của cặp đôi trước công chúng. Trong khi showbiz đang ngập tràn hạnh phúc với đám cưới của Hoa hậu Thu Thảo cùng thiếu gia Trung Tính, thì thông tin về chuyện của cặp đôi Hà Hồ và Kim Lý khiến nhiều người bất ngờ. Đang rất ngọt ngào hạnh phúc suốt 3 tháng qua, thì bỗng nhiên dư luận truyền tay nhau thông tin Hà Hồ và bạn trai tin đồn cãi nhau khi đang ngồi trên xe. Rốt cục là chàng diễn viên điển trai bỏ xuống giữa chừng bắt taxi đi về. Hiện vẫn chưa rõ thật hư, nhưng từng đó thông tin là đủ để dư luận bàn tán đủ điều. Có người cho rằng đây là một cách tạo sự chú ý của cặp đôi trước công chúng. Bởi lẽ kể từ khi vướng tin đồn yêu nhau, cả hai chỉ khoe tình yêu ngọt ngào như luôn trong tuần trăng mật, khiến nhiều người hoài nghi về độ chân thật của tình yêu này. Chính vì thế, khi có thông tin hai người mâu thuẫn, nghiễm nhiên nó sẽ thu hút hơn hẳn những màn tình ái ngọt ngào suốt thời gian qua. Không chỉ thế, nó còn khiến cho chuyện tình này thật hơn, cũng đủ yêu ghét giận hơn như những chuyện tình bình thường khác. Thế nhưng cũng có người tin rằng chuyện này mâu thuẫn là thật, và trong những nguyên nhân mâu thuẫn, có người dự đoán phải chăng xuất phát từ việc chăm sóc bé Subel. Công việc chăm sóc Subel từ khi Hà Hồ và Cường Đô La chia tay thuộc về hai người. Thời gian qua, dù được cho là đã đính hôn với Đàm Thu Trang, nhưng Cường Đô La vẫn làm rất tốt việc này. Thậm chí Trung Thu vừa qua, bạn gái anh chính là người đưa Subel đi chơi. Nhiều người đồn đoán rằng phải chăng, nhìn động thái từ phía chồng cũ, Hà Hồ cũng muốn Kim Lý làm điều đó với Subel. Người ta từng bắt gặp anh chàng đi du lịch cùng mẹ con Hà Hồ, nhưng liệu có toàn tâm toàn ý muốn chăm sóc con trai cô? Thế nên, vì thế có người đồn rằng chuyện mâu thuẫn của Hà Hồ liệu có phải xuất phát từ việc chăm sóc Subel, vì với Hà Hồ, Subel là người quan trọng nhất. Dù có yêu Kim Lý đến thế nào, thì khi đặt lên bàn cân, rõ ràng Subel vẫn lợi thế hơn. Nếu quả thật Hà Hồ chia tay Kim Lý hay chỉ ít là mâu thuẫn vì chuyện chăm sóc con, thì Hà Hồ xứng đáng được nhận lời khen về tình mẫu tử. Dù cho thế nào thì đối với người mẹ, con cái vẫn là quan trọng nhất hơn cả hạnh phúc của bản thân mình. Và nếu như thế, có lẽ những lỗi lầm quá khứ của Hà Hồ cũng được nhẹ đi phần nào. Sáu mỹ nhân Việt mặt xinh nhưng đánh đá số 1 VBIC, chửi người khác vuốt mặt không kịp. Xem những sao Việt này chửi nhau như chợ búa luôn, ai mà lỡ dây vào chắc cũng sợ mất mặt. Đầu tiên phải kể đến Ngọc Lan. Sáng ngày 5 tháng 9 vừa qua, nữ diễn viên Ngọc Lan đã vi phạm luật giao thông, chạy quá tốc độ 96/80 km/h, tốc độ cho phép 80 km/h và bị công an giao thông cho dừng xe để kiểm tra. Vì quên giấy phép lái xe nên cô nhờ người nhà mang đến. Trong suốt thời gian chờ người nhà đem giấy phép lái xe tới,
nữ diễn viên được cho là đã có những phát ngôn thiếu chuẩn mực, thậm chí xúc phạm đến lực lượng thi hành công vụ. Nữ diễn viên được người nhà chăm sóc rất chu đáo như che ô, mang nước, cuối cùng Ngọc Lan cũng ký biên bản và nộp phạt đầy đủ. Nhắc đến Trang Trần, ai cũng phải khiếp vía bởi thành tích chửi quá đỉnh. Nghệ sĩ lớn bé hay gạo cội cô đều không ngán. Cách đây không lâu, cô còn lên tiếng chửi bới nghệ sĩ Xuân Hương bằng những lời vô cùng tục tiểu, bằng cả status lẫn livestream. Thậm chí khi vào đồn, cô còn chẳng ngại chửi công an. Mới đây, vợ nghệ sĩ Xuân Bắc cũng đã cãi nhau tay đôi với người đẹp này và Trang Trần chẳng bao giờ chịu thua. Cuối cùng, vợ Xuân Bắc phải dừng chiến sự trước bởi Trang Trần liên tục đưa ra những bằng chứng thép. Sau khi sinh con, Ellie Trần hiền dịu hẳn, trước đây cô cũng rất nóng tính. Cô còn chửi anti-fan rất ghê gớm. Đọc xong những lời này, chẳng ai nghĩ Ellie Trần là người hiền, dễ bắt nạt nữa. Pha Lê cũng nổi tiếng là nữ ca sĩ lắm chiêu trò và scandal. Cô cũng chẳng ngại văng tục lên mạng xã hội. Đàn anh Tuấn Hưng còn vào nhắc nhở cô còn sồm sồm lên phản ứng. Andrew được mệnh danh là mẫu tay chửi tiếng Việt giỏi nhất Việt Nam. Từ Hồng Quế và Bezo cũng đều bị cô móc máy không thương tiếc thì nói gì đến anti-fan. Liệt kê hết những status tục tiểu của mẫu tay này thì không bao giờ hết. Chính vì điều này mà hình ảnh của cô dần phai nhạt trong lòng công chúng. Đã rất lâu rồi không thấy Andrew chạy show hay dự sự kiện. Đây có lẽ là cái giá phải trả cho sự nông nổi bồng bột của tuổi trẻ. Đọc những lời này mới thấy trên mạng xã hội cô đã tiết chế, ở tin nhắn riêng thì rất choáng. Tưởng đẹp vậy thì sẽ phun châu nhã ngọc, không ngờ Andrew lại là người như vậy. Tâm tiết cũng khiến mọi người thất vọng không kém. Sau khi chia tay anh trai Bảo Thi, cô bị bóc trần con người thật. Loạt tin nhắn của Tâm Tiết với những ngôn từ vô cùng tục tiểu. Nếu đã bị Tâm Tiết chửi thì chỉ có vuốt mặt không kịp. Thậm chí anti-fan cũng bị cô chửi và đe dọa tìm địa chỉ đến tận nhà xử lý. Phi Thanh Vân khoe ngực ngồm ngộm tại live show của Quang Hà. Diễn viên cô gái xấu xí mặc váy trễ nải để lộ vòng một khủng khi đến xem ca nhạc. Phi Thanh Vân bay ra Hà Nội để ủng hộ cho live show Trăm Năm Không Cô Đơn của Quang Hà. Vào tối 7 tháng 10 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội, gái một con khoe vòng một đã nâng cấp trong một cánh cúp ngực. Sự xuất hiện của diễn viên cô gái xấu xí thu hút sự chú ý của hơn 1.000 khán giả. Tuy nhiên, bộ cánh trễ nải quá mức khiến không ít người nhức mắt. Live show Quang Hà quy tụ nhiều vị khách mời nổi tiếng như Đan Trường, Phương Thanh. Đôi bạn Tông Sụ Tông trang phục trắng khoác vai nhau cười rạng rỡ khi xuất hiện tại địa điểm của show diễn. Hoài Linh cũng có mặt ở phòng chờ từ sớm, anh tranh thủ ăn tối cùng Phương Thanh và nhiều nhân viên của chương trình. Danh hài rất bận rộn với lịch quay hình, nhưng vì mối quan hệ thân thiết với Quang Hà nên đã nhận lời tham gia với vai trò ca sĩ. Sau bữa tối, Hoài Linh ngồi trò chuyện cùng các nghệ sĩ Siêu Black, Quang Dũng, Đan Trường, Lệ Quyên. Ông xã Lệ Quyên cũng tháp tùng vợ đến chương trình. MC Anh Quân và hai ca sĩ Đan Trường, Quang Dũng, ca sĩ Hồ Quang đến ủng hộ cho các nghệ sĩ. Sau khi giả gái, Hoài Linh vui vẻ đội dáng bên một người mẫu. Danh hài có chiều cao nổi bật, vóc dáng lại thon thả nên không ít người khen ngợi về nhan sắc. Siêu Black vui vẻ trước ống kính bởi đã lâu mới có dịp ra Hà Nội biểu diễn. Dù có ông xã tháp tùng nhưng Lệ Quyên không ngần ngại tình tứ bên đàn anh Quang Dũng. Nhạc sĩ Nguyễn Quang và ca sĩ Quang Hà ăn mừng sau đêm diễn thành công. Hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng đại gia dậy sớm tất bật chuẩn bị cho lễ vu quy. Chỉ còn vài giờ nữa, lễ vu quy của Hoa hậu Đặng Thu Thảo và danh nhân Trung Tính sẽ được diễn ra tại nhà gái ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay 6 tháng 10, lễ vu quy của Hoa hậu Đặng Thu Thảo và danh nhân Trung Tính sẽ được tổ chức tại nhà riêng ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ đêm qua, các công đoạn chuẩn bị cho buổi lễ đã được gia đình Thu Thảo hoàn tất. Được biết, đám cưới sẽ diễn ra vào chiều tối nay tại một trung tâm hội nghị lớn thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự là người thân, bạn bè, an ninh thắt chặt và hạn chế truyền thông tác nghiệp. Trước đó, lễ ăn hỏi bí mật của cặp đôi được tổ chức trong sự bất ngờ và chúc phúc từ người hâm mộ. Dù Đặng Thu Thảo và Trung Tính là người khá kín tiếng, nhưng một số hình ảnh trong ngày đặc biệt này đã bị rò rỉ. Ngay từ sáng sớm nay, nhà riêng của Đặng Thu Thảo đã được trang trí cổng hoa để chuẩn bị cho lễ vu quy.
Không gian lễ vu quy của Đặng Thu Thảo và doanh nhân Trung Tính được trang trí khá đơn giản nhưng vẫn không kém phần sang trọng. Đặng Thu Thảo đang trang điểm và chuẩn bị những công đoạn cuối cùng cho lễ vu quy diễn ra vào trưa nay. Cô không bước ra khỏi nhà khi bắt gặp ống kính phóng viên. Cổng hoa được gia đình Đặng Thu Thảo cẩn thận trang trí lại trước giờ ghi. Tại gia đình nhà trai, doanh nhân Trung Tính cũng đang tất bật chuẩn bị để lên đường sang nhà gái làm lễ. Đoàn xe ô tô hạng sang đã chuẩn bị sẵn sàng trước cửa nhà doanh nhân Trung Tính. Trương Quỳnh Anh lạnh lùng tuyên bố ly hôn, nhưng phản ứng của Tim mới là không thể tin nổi. Phản ứng của Tim khiến cho nhiều người không khỏi hoang mang trước thông tin ly hôn với Trương Quỳnh Anh. Mới đây, Trương Quỳnh Anh vừa làm cả làng giải trí phải xôn xao khi lạnh lùng thông báo đã chính thức ly hôn với Tim trên trang cá nhân của mình. Trương Quỳnh Anh viết, chính thức ly hôn, hành động này của cô làm cho nhiều người tin rằng nữ ca sĩ đã quyết định chấm dứt quan hệ với Tim sau 7 năm gắn bó, với nhiều thăng trầm. Tuy nhiên, dòng trạng thái này đã bị xóa ngay sau vài phút đăng tải. Trong khi nhiều người đang hoang mang trước tuyên bố ly hôn của Trương Quỳnh Anh, thì Tim lại chỉ đăng đúng một dòng status đầy tâm trạng lên trang cá nhân. Tiếng mưa nghe thật cô đơn. Nhiều người tự hỏi liệu đây có phải là lời ngầm thừa nhận cả hai đã ly hôn của ông xã Trương Quỳnh Anh hay không? Bên cạnh đó, cũng có người cho rằng đây chỉ là chiêu trò gây chú ý của nữ ca sĩ sinh năm 1989 để tạo hiệu ứng cho những dự án sắp tới của mình. Bởi cách đây 2 ngày, Trương Quỳnh Anh và Tim vẫn cùng nhau đưa con trai đi chơi Trung Thu một cách vui vẻ. Trương Quỳnh Anh và Tim đưa con trai đi chơi Trung Thu cùng bạn bè. Cả hai đã có những giây phút vui vẻ bên nhau. Trông không hề giống như đang xích mích tình cảm. Sau status thông báo ly hôn đã bị xóa thì mới đây, Trương Quỳnh Anh vừa chia sẻ dòng trạng thái mới trên trang cá nhân. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không hề nhắc gì đến chuyện vừa qua. Ở dưới phần bình luận, có rất nhiều người thắc mắc về tình trạng hôn nhân hiện tại của Trương Quỳnh Anh và Tim. Là một cặp đôi gây nhiều thị phi trong showbiz Việt, Trương Quỳnh Anh và Tim đã có con trai chung với nhau nhưng vẫn chưa tổ chức đám cưới. Vào năm 2015, vì Tim quá vô tâm nên Quỳnh Anh từng bế con nhỏ bỏ nhà ra đi, sau đó họ lại quay trở về và hàn gắn mối quan hệ. Đây không phải lần đầu tiên cả hai dính tin đồn đường ai nấy đi. Tuy nhiên sau đó, cả Tim lẫn Trương Quỳnh Anh đều lên tiếng phủ nhận theo cách riêng.